Ui nhanh 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 em ơi. Thế bọn hắn to lắm ấy. Ui ui ui. Cẩn thận. Cổ chúa. Ui nhanh 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 em ơi. Thế bọn hắn to lắm ấy. Tìm đi. Cô đây, cô thắp hương, cô gặp nó đây à? Tìm kỹ vào anh em nhá. Nó vừa trườn ở đây, cô to không? Nắm lũ lắm à? Cẩn thận nhá. Đây này, nó ở chỗ này này. Tìm kỹ đi anh em ơi. Đi một vòng xem nào. Tìm kỹ vào anh em nhá. Nó ẩn trốn được các cái hông rồi đấy. Ui dồi, đây. Ui cái gì đây, cái gì đây? Đây trên này. Đây các bạn này. Ui trên đấy to không? Ui dồi, cha mẹ ơi. To không to? Quận trâu rồi. Quận trâu đây rồi. Ui dồi, cha mẹ ơi, con rắn khổng lồ này. To thế. Ui dồi. Ui, cẩn thận đấy. Ui, cái đầu đâu ấy? Ui, nó đang chui kìa, nó đang chui lỗ kìa. Ui, chui lỗ, chui lỗ, chui lỗ, chui lỗ. Ui này. Ui giời ơi. Ui, rắn khổng lồ. Ui chúa. Ui giời ơi. Ui, cha mẹ ơi. Rắn kinh khủng chưa này. Ui. Ui giời ơi, con rắn chúa. Ui, ui, cẩn thận đấy. Kinh quá anh ạ. Cẩn thận đấy. Phải kiệm nhạc. Ui, cái đạn đấy. Ui, con này phải 8 cân à. Ui. Cái đạn. Kinh. Ui. Chúa rồi anh em ơi. Hồi chúa rồi. To quá. Ui, sao con rắn này to thế. Ui, to thế anh em ơi. Ui, nó le người luôn. Cái đạn đấy ạ. Con này cắn phát chết tội. To chưa? Người xem này. Ui ui, to chưa? Cẩn thận nhá. Lần đầu tiên là nhìn thấy mấy con này đấy. To nhỉ? To thế nhỉ? Ui. Cẩn thận. Con này khôn này. Kinh như vẻ gãy cây. Kéo ra đây. Ui. Còn chưa? Cái đầu kinh chưa? Kinh chưa? Chạy. Đây rồi. Ui kinh khủng chưa này. Con rắn này phải 8-9 cân. To quá, to luôn. Quá kinh khủng luôn anh em ạ. Cẩn thận nhá. Ui nó dữ chưa? Dữ chưa? Thấy chưa? Hãi luôn anh em ạ. Rắn nó trâu kinh khủng mọi người này. Ui giời. Thấy chưa? Kinh chưa? Thấy con hổ mang bạo chúa này quá kinh khủng luôn anh em ạ. Quá kinh khủng luôn. Lấy cái gậy bắt rồi. Yến đi kiếm cái gậy đây nào. Đi vào trong nhà người ta xin đi vào nhận dẫn bọn gậy. Này quay ra những người xem này. Khổng lồ chưa? Khổng lồ này. Ui giời. Ui giời. Hại chưa? Nó to như thế cơ mà. Ui giời. Ui giời. Người xem này. Ui con rắn này kinh. Ai chưa? Ừ. To như kinh khủng luôn. Con này 8 chân, 8-9 cân nhỉ. To lắm. Thế nào bà gặp đây con này nó sống thì nào mọi người xem này. Nhé. To chưa? Nó sống ở đây nó nằm lắm rồi. Úi giời ơi, nó bằng cái bắp chân ấy chứ không phải là chuyện là bắp tay nữa mà bắp chân luôn. Chụp cái gậy đây anh ơi. Đâu. Mãi mà cứ kiếm được cái gậy đến này. Kiếm mãi được cái gậy to ấy. Mọi người xem này. Thấy chưa? Con này hung dữ chưa này. To lắm chứ đâu phải chẳng vừa đâu. Mấy cân con rắn này, mấy? Ui giời ơi. Ui giời. Phể với trâu. Kinh không? Nó thả lại, ui nó gạo kinh nhỉ. Thằng phun nọc đấy nhá. Ui tội nhé. Đây à, không bám được con đuổi đâu. Con to nó cầm con này cơ mà. Đúng lắm. Thấy chưa? Có lòng mà cầm đuổi. Con to cũng cầm đuổi luôn. Nó khôn lắm. Ui. Ui,
con này kiếp. Con này em cứ cho con cổ đuôi mình ấy nhỉ. Con này nó cắn phát chết tội rồi. Kinh lắm. Thế nào bà đi bán gặp con rắn đây hay là rắn bà ấy chắp hương. Chắp hương có vẻ nó trầu mũi. Con này sống đây mấy chục năm này mới đỏ. Mấy chục năm mới đỏ này. Khi đã sới các mọi người xem quay xong xem rắn này kinh khủng. Này. Ừ. Nó to chưa? Quá to rồi chứ. Ui, cái sao nhìn cái nó đục đục. Ổ chúa luôn ấy. Ừ, to hơn ổ chúa ấy. Ừ. Con này to hơn ổ chúa ấy. Kinh không? To hơn cả ổ chúa luôn. Con này phải mấy chục năm. Mấy chục năm mới to này. Phù, trời ơi. Con này nên bình thì thôi tôi nói không. Cực kỳ đẹp luôn ấy. Hiếm thấy được con rắn này. Nên bình chấm hết luôn. Ừ. Con này nên bình chấm hết cuộc đời luôn. To quá to luôn mà. Sợ nhỉ. Nó bằng cổ chân này anh ạ. Ê. Kéo đừng cho chân mà nó bập cho không chạy. Bập cho không chạy cho. Bằng cổ chân luôn đây này. Ê. Đấy. Lắm. Ôi Chiến cầm túi đây. Cầm túi đi. Đây cái túi này. Đây. Kia mà. Đây túi kia. Sao đây? Toàn cái cổ. Chết tội. Bây giờ bắt nó mới là một vấn đề này. Rồi, hạ chưa? Ê! Bà bỏ túi đất. Úi, thôi con cọt thì không phải chẳng vừa đâu anh em. Ê! Úi dạ. Thấy chưa? Như ổ chúa luôn đấy. Cái thằng to mà con đá lại kinh lắm. Úi dạ. Bạn thấy chưa? Úi dạ, dữ dạ. Lấy cái que lần lần cái miệng bao cho này. Mình có cơ hội luôn đấy. Dài, nó to nó dài, đâu nó khó dài. Điều khiển. Đè đầu xuống nhá. Giống như to nó dài, giống như đứng như kia. Nó cao kinh nhỉ, nó gầm gừ kinh nhỉ. Gầm gừ như thú. Úi giời. Mình đợi đấy. Ơ, mày chết. Úi giời. Úi giời. Thôi tóm ở đây rồi. Đây mọi người xem này, quay mọi người xem con rắn nó to chưa này. Con này nó có khoảng 6 cân mọi người ạ. Khổng lồ luôn mà con nhé, khổng lồ luôn. Rồi. Đen rồi chúi nhỉ. Chúi kìa, chúi nó mạnh đầu đấy, nó mạnh đầu đấy. Mạnh đầu đấy. Nguy hiểm quá. Đây mọi người này, thì sản phẩm của anh em đây mọi người nhé. Đấy, hôm nay đi là người đang đi thì người ta gọi đến anh em nó đến đi. Thì bắt được con rắn này quá to, quá kinh khủng luôn mọi người. Đấy. Ấy. Đứa nhỉ. Phể như trâu. Con này quá rữ luôn. Quá rữ luôn. Nhê. Con này nên bình hơn kìa. Con này nên bình thì miễn chê cuộc đời rồi. Tí nữa phải làm luôn. Có khách đặt mới làm chứ. Khách đặt mới làm. Làm luôn với khách đặt thì mình mấy rắn sống như người ta chứ. Kinh nhê. Lúc mình ngâm rồi thì nó cũng đều là con rắn luôn. Có nghĩa là video của anh em đến đây là kết thúc rồi mọi người nhá. Hôm nay anh em đến là giúp cô ấy nó bắt con rắn quá to luôn này. Thực sự là lâu lắm này anh em mới gặp được cái con rắn to như này. Thì mình kết thúc video đây, mọi người xem video nhớ like chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em nhé. Xin cảm ơn mọi người nhé. Chào mọi người nhé.